Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 7 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, thông cáo đặc biệt về lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được công bố vào chiều qua. Theo thông cáo, tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức với nghi thức quốc tang. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Thưa quý vị và các bạn, cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn bó với hoạt động lý luận từ khi ra trường là biên tập viên của tạp chí Cộng sản cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Tổng Bí thư luôn dành thời gian nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn, phát triển thành lý luận, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối, tư duy lý luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Là người trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cao cả của cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ khi còn là cán bộ công tác ở tạp chí Cộng sản từ hơn 50 năm trước. Bằng tư duy lý luận sắc bén với trái tim nóng bỏng nhiệt huyết cách mạng, bằng thực tiễn sinh động, Tổng Bí thư đã có nhiều bài viết, phân tích, từng bước làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra. Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình khái quát cao, tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ tổng kết đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là bài học quý báu cho những chính đảng trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có đóng góp cá nhân mạnh mẽ trong việc thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng lý luận về đường lối đổi mới, về quan niệm chủ nghĩa xã hội và về con đường hướng tới chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã thực hiện. Trong hầu hết các tác phẩm nghiên cứu về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư luôn chỉ rõ và khẳng định những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. Đó chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định và kiên trì theo đuổi. Cái mà Tổng Bí thư nhấn rất mạnh đó là những giá trị mà chủ nghĩa xã hội chúng ta đang thực hiện và đang hướng tới. Đó là cái giá trị chung của chế độ là vì con người, cái giá trị về nền kinh tế, đó là cái nền kinh tế phát triển vì sự sống mạnh chung của cả nhân loại, rồi đó là những cái giá trị liên quan đến cái mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, tức là chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa xã hội phát triển hài hòa cái mối quan hệ giữa con người với tự nhiên chứ không phải là phá hoại tự nhiên vì cái sự giàu có, và cuối cùng nữa là một cái nhà nước pháp quyền. Đây là mối quan hệ chính trị, một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu. Cùng với nhiều bài viết khác về vấn đề này, Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng, niềm tin mãnh liệt cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết cho chúng tôi hình dung một xã hội tốt đẹp sẽ như thế nào và cần phải làm gì để đạt đến điều đó. Dù chúng tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng chúng tôi đều thấy tự hào về lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam, về sự đồng lòng phấn đấu vì những khát vọng chung lớn lao của dân tộc mình. Nhiều bài viết phát biểu của Tổng Bí thư về một vấn đề chuyên ngành hay một lĩnh vực được lựa chọn in thành sách và trở thành tài liệu quý của các tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị địa phương trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện. Trong đó rõ nhất là cuốn Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, phát hành đầu năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng ta. Nội dung các bài viết tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách
được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt, toàn diện, sự nhất quán giữa nói và làm, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ tư duy lý luận của Đảng ta về phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách có thể nói là nó tạo ra một cái sự thống nhất cao trong Đảng, một cái sự đồng thuận trong xã hội, làm cho cán bộ đảng viên nhân dân tin tưởng, nâng cao quyết tâm và từ đó chuyển biến hành động, để tham gia tích cực hơn, sâu rộng hơn vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Không chỉ quan tâm đến một lĩnh vực, trong mỗi bài viết phát biểu của Tổng Bí thư, dù ở sự kiện nào, bối cảnh ra sao, về lĩnh vực gì cũng đều thể hiện tầm tư duy lý luận và tính tổng kết thực tiễn cao. Cho đến nay thì Tổng Bí thư đã xuất bản hơn 40 cuốn sách. Với bất kỳ một cuốn sách nào thì Tổng Bí thư đều quan tâm từ tên sách cho đến bố cục, cách đặt tên từng phần, từng tiêu đề bài và thường hướng dẫn chúng tôi rất cận kẽ. Với cái cuốn sách cuối cùng chúng tôi xin ý kiến, đó chính là cái cuốn thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Thì mặc dù đến những ngày cuối cùng Tổng Bí thư sức khỏe đã rất là yếu, nhưng chúng tôi vẫn xin ý kiến và Tổng Bí thư vẫn cho ý kiến. Qua thư ký chúng tôi được biết rằng Tổng Bí thư vẫn gửi lời khen ngợi đối với nhóm biên tập. Có thể nói là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong số ít những đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Nhà nước, đồng thời là một nhà lý luận. Và cả cuộc đời của đồng chí gắn bó với hoạt động lý luận từ khi ra trường năm 1967 cho đến phút cuối đời. Lúc nào đồng chí cũng quan tâm đến công tác lý luận và trực tiếp là nhà nghiên cứu lý luận. Những vấn đề lý luận thực tiễn mà Tổng Bí thư tổng kết đã góp phần quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong toàn dân tộc, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, cổ vũ toàn thể nhân dân kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024, sáng nay đoàn khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật Xanh, Ngày Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Chung, thành phố Nha Trang. Hơn 500 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình của đất nước, vì độc lập tự do của dân tộc. Sau nghi thức dâng hương, các đoàn viên thanh niên ra quân thu gom rác, tổng dọn vệ sinh môi trường tại nghĩa trang. Đây là hoạt động được đoàn khối các cơ quan tỉnh duy trì tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm, qua đó góp phần phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được biết, nghĩa trang liệt sĩ Hòn Chung là một trong những nghĩa trang lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa với gần 1.000 liệt sĩ được an táng tại đây. Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát Nhân dân 20 tháng 7. Trong ngày hôm qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trong lực lượng công an tỉnh. Đến thăm các gia đình, anh hùng liệt sĩ Trần Thị Tính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Khắc Diện, liệt sĩ Lê Mãi, liệt sĩ Lê Minh Sáu và Thượng tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Minh Hạnh, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã bày tỏ lòng tri ân đối với những công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các gia đình tiếp tục có những đóng góp tích cực, xây dựng quê hương và giúp đỡ lực lượng Công an Khánh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chuyển sang một nội dung khác, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025 đến 2027. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 sát khả năng thực hiện và nguồn đảm bảo, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau. Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ cần cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết quan trọng và triển khai thực hiện ngay khi được giao kinh phí, dự toán ngân sách nhà nước, thực hiện phù hợp với khả năng huy động cân đối các nguồn lực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 2023 của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 66 ngày 9 tháng 5 2024 của Chính phủ và kế hoạch số 184 ngày 1 tháng 2 2024 của tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo kế hoạch mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân có quy mô, năng lực và trình độ, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm tăng trưởng trên 10%, đến năm 2030 có khoảng 28.000 doanh nghiệp hoạt động. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Khánh Hòa có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của tình hình mới, tạo thu nhập cao, tăng vị thế trong khu vực, toàn quốc, một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu vươn tầm quốc gia. Tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm tăng trưởng từ 10 đến 11%, đến năm 2025 có khoảng 58.000 doanh nghiệp hoạt động. Trong bối cảnh chính phủ Indonesia có những tuyên bố cam kết bảo vệ ngành dệt may nước này cũng như sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với một số ngành hàng khác, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp thường xuyên theo dõi thông tin, trao đổi với đối tác để nắm bắt thông tin sớm về khả năng bị điều tra phòng vệ thương mại mặt hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, tránh xuất khẩu phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, có chính sách về giá xuất khẩu phù hợp để giảm thiểu rủi ro bị điều tra, áp thuế. Đặc biệt, trong trường hợp có vụ việc điều tra phòng vệ thương mại xảy ra, doanh nghiệp nên chủ động tham gia xử lý, cung cấp thông tin phù hợp theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ Thương mại để được hỗ trợ kịp thời để đạt được hiệu quả cao. Thống kê của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 cho thấy, tính từ đầu năm đến nay, phụ tải điện toàn quốc tăng trưởng khoảng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Do đó, Bộ Công Thương lưu ý để đảm bảo cung cấp điện, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nhu cầu phụ tải, tăng cường công tác dự báo về công suất phụ tải và xây dựng phương án vận hành phù hợp nhằm ứng phó với các tình huống cực đoan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia trong công tác vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh cung cấp điện, đẩy mạnh tuyên truyền, tiết kiệm điện, chương trình điều hòa, điều tiết phụ tải. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin cảnh báo giả mạo văn bản của cơ quan này về việc cập nhật mới ứng dụng VSSID 4.0. Theo đó, ngày 19 tháng 7, 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được thông tin từ tỉnh Bình Dương về việc có một văn bản giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam được gửi đến một trường tiểu học qua email. Văn bản có nội dung điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, đồng thời hủy sổ bảo hiểm, thẻ y tế và chuyển đổi số đồng loạt sang ứng dụng VSSID 4.0 bằng căn cước công dân gắn chip. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định đây là văn bản giả mạo nhằm thông tin về ứng dụng VSSID 4.0. Ứng dụng giả mạo được các đối tượng xấu lập ra để lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân và tiếp đó là đánh cắp tài khoản cá nhân, gây thiệt hại về tài chính của người dân, ảnh hưởng đến uy tín của ngành bảo hiểm xã hội. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2024. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông. Trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Và trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Tiếp theo là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trong cả nước ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Nam Trung Bộ các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ.
Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông. Miền Đông có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.